quý vị, kế tiếp thì Vân Khương xin mời quý vị đến với một nhạc phẩm của nhạc sĩ Đức Trí. Và Đức Trí có lẽ là rất nhiều quý vị đã biết đến những nhạc phẩm của nhạc sĩ Đức Trí. Tuy nhiên anh rất là ít viết những cái bài về mùa xuân. Đặc biệt thì anh có một nhạc phẩm, duy nhất một nhạc phẩm về mùa xuân thôi, nhưng nó đã trở thành hot hit và rất là nhiều người yêu thích nhạc phẩm này. Nhạc phẩm mang tên Nắng Có Còn Xuân, và xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức phần biểu diễn của Vũ đoàn Việt Cầm và nữ ca sĩ Thúy An. Xuân nắng có còn vương